Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thực hiện lịch tiếp công dân năm 2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo. Các đại biểu Quốc hội gồm Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2024 sẽ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo. Tối qua ngày 4 tháng 5, các điểm cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ với chủ đề: Dưới là cờ quyết thắng đã tổ chức tổng duyệt chương trình Dự tổng duyệt tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thì, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng là chương trình quy mô lớn được kết nối bằng 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Con Tum và thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau buổi tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các ngành đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức chương trình, ra soát các nội dung phần việc theo nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để chương trình được tổ chức thành công. Cầu truyền hình trực tiếp dưới là cờ quyết thắng sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay ngày 5 tháng 5 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, được tiếp sóng trên kênh TTV Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa và Đài truyền hình của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tối nay cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Dưới lá cờ quyết thắng sẽ chính thức diễn ra. Thanh Hóa là một trong năm điểm cầu của chương trình được tổ chức tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 561 cán bộ chiến sĩ, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa, chia làm 58 tổ chốt công tác để đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng phân tuyến, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các địa bàn giáp danh, đặc biệt tập trung cao độ cho khu vực diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp. Ngay sau khi nhận được thông báo của Chi cục chăn nuôi và thú y Thanh Hóa về nhận vaccine gia súc gia cầm được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảy huyện miền núi gồm Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bà Thước, Thường Xuân, Lăng Chánh và huyện Như Xuân đã đến Chi cục để lấy nguồn vaccine hỗ trợ tiêm phòng cho gia súc gia cầm. Số lượng vaccine được phân bổ đợt 1 năm 2024 cho các huyện gồm vaccine viêm da nổi cục châu bò 43.375 liều, vaccine tụ huyết trùng châu bò 52.675 liều, vaccine lở mồm long móng tiếp 52.675 liều, vaccine dịch tà lợn 28.540 liều và vaccine dạy 43.320 liều. Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và khai mạc hội thao công nhân viên chức lao động trong mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại huyện Thiệu Hóa được triển khai với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa đã kêu gọi các ngành các cấp, các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn đồng hành hướng về người lao động bằng những việc làm thiết thực, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Chào mừng kỷ niệm 73 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, ngày 6 tháng 5 năm 1951, mùng 6 tháng 5 năm 2024. Sáng ngày 5 tháng 5, môn bóng nam trong khuôn khổ hội thao ngành Ngân hàng Thanh Hóa lần thứ 11 năm 2024 đã chính thức khởi tranh. 31 đơn vị đấu bốc thăm chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội xếp đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp, tứ kết rồi bán kết và chung kết. Tại hội thao ngành Ngân hàng Thanh Hóa năm nay, ngoài môn bóng đá nam, các vận động viên còn tranh tài ở 5 môn thể thao khác, gồm bóng chuyển hơi nữ, cầu lông, bóng bàn, kéo co và golf. Theo kế hoạch, các trận đấu của môn bóng Đà Nam trong khuôn khổ hội thao ngành ngân hàng Thanh Hóa sẽ tranh tài tại cụm sân cỏ nhân tạo Việt Kít vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi danh giới quy hoạch vùng này bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh. Mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh hiện đại, có công nghiệp phát triển, là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Quân đội Pháp sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam và Pháp. Đại sứ quán khẳng định Việc Việt Nam mời Pháp dự lễ kỷ niệm này và chuyến thăm của Bộ trưởng Quân đội Pháp chứng minh mối quan hệ song phương tốt đẹp, tình hữu nghị giữa hai nước và mong muốn chung của hai bên là tăng cường quan hệ đối tác. Bộ trưởng Quân đội Pháp sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Hai bên dự kiến ký ý định thư giữa Bộ Quân đội Pháp và Bộ Quốc phòng Việt Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Sáng ngày 5 tháng 5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời thành phố Điện Biên Phủ trong lễ tổng duyệt sáng ngày 5 tháng 5. Các khối đội hình diễu binh qua khu vực khán đài sân vận động tỉnh Điện Biên các lực lượng tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã trải qua thời gian tập luyện khá dài, đảm bảo thực hiện nghi lễ một cách trang trọng chuẩn mực. Sau khi diễu binh diễu hành qua lễ đài, các khối đội hình di chuyển ra một số tuyến đường phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ. Sáng ngày 5 tháng 5, hơn 30.000 hội viên phụ nữ thủ đô đồ đã đồng loạt thực hiện màn đồng diễn dân vũ tại 579 xã Phường Thị Trấn. Những màn đồng diễn được thực hiện trên nền nhạc ba ca khúc qua miền Tây Bắc giải phóng điện biên và in là ơi đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng tự hào của phụ nữ thủ đô khi hướng về điện biên trong những ngày tháng lịch sử này đó còn là sự biết ơn trân trọng những giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ cũng như vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ Thông tin từ Bộ Y tế để đồng hành cùng ngành y tế Điện Biên trong công tác đảm bảo y tế phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Đơn vị này đã cử đoàn công tác do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên lên Điện Biên. Cục Quản lý khám chữa bệnh đã điều nhân lực từ hai bệnh viện đầu ngành là bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức tăng cường lên Điện Biên. Được biết, mỗi bệnh viện cử hai bác sĩ, hai điều dưỡng có kinh nghiệm, phục vụ các sự kiện quan trọng và một lái xe đã đến Điện Biên từ trước đó. Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam đã đạt hơn 9,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, giá trị giải ngân thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 6,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước cho biết, Trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đường 10 để tìm nguyên nhân khiến cây sầu riêng chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Theo đó, nguyên nhân chính được xác định là các vườn sầu riêng đang bị ảnh hưởng bởi nhiều loại nấm bệnh. Trung tâm Dịch vụ Khuyến Nông huyện đã hướng dẫn cho nông dân các biện pháp phòng bệnh cho cây cách chăm sóc vườn. Bộ giao thông vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030. Theo quy hoạch này, đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng sân bay, bổ sung bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất tại vị trí phía tây sân đỗ máy bay của nhà ga hành khách T2, bổ sung trung tâm đào tạo thực hành cho nhân viên cứu nạn chữa cháy tàu bay tại vị trí phía tây nam của cảng. Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung sẽ bổ sung quy hoạch nhà xe cao tầng tại vị trí phía Đông, đài kiểm soát không lưu cùng với hệ thống giao thông kết nối. Các nội dung khác giữ nguyên như quyết định số 590/2008 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 2540/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã có thông tin về tiến độ điều tra và những diễn biến mới liên quan đến vụ án đang được dư luận quan tâm. Trong đó có vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn. Về vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 8 bị can, trong đó bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nếu không được ngăn chặn kịp thời do khả năng gây nghiện cao và lăn nhanh trong cộng đồng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác đây là nhấn mạnh của bộ trưởng bộ y tế tại phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng do ủy ban xã hội của quốc hội tổ chức bộ trưởng bộ y tế cho biết trước mắt bộ đang nghiên cứu đề xuất chính phủ trình quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng và các sản phẩm tương tự về lâu dài, Bộ Y tế sẽ sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại thuốc lá đảm bảo tính thống nhất. Chương trình thời sự xin dừng lại tại đây, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe các chương trình khác của đài chúng tôi.